là cho nó thành hai cây khác nhau, đưa vào, mọi người đưa vào giữa hai cái thân mình nha, cái mối mà nó dính hai cái thân lại với nhau á, mọi người tách cái bọc là xong. Kéo này lục quá vậy. Chào mừng các chị đã quay lại. Cách mà trồng một cái cây lan giống như này vào trong chậu bằng giá thể là sơ dừa nha cả nhà. Rồi thì cái dụng cụ mọi người cần chuẩn bị đó chính là một cái chậu, có thể là cái chậu này, chậu đất nung, hoặc là cái chậu giả gỗ, chậu nhựa giả gỗ, hoặc là một cái chậu gỗ cũng được. Mọi người có chậu nào thì dùng chậu đó ha. Thì sơ dừa đây mình sẽ sử dụng sơ dừa miếng nha. Sơ dừa miếng. Trước tiên thì để mọi người cái bước chuẩn bị, mọi người cần phải ngâm cái sơ dừa này nè. Ngâm cái sơ dừa này vào nước 2-3 ngày cho nó nhả hết chất chát ra, xong mọi người phơi cho khô rồi mọi người mới mang đi trồng ha. Tại vì đây là sơ dừa của trái dừa rất là già rồi nè. Trái dừa rất là già rồi thì cái chất chát nó sẽ mất đi bớt rồi. Còn nếu mọi người sử dụng sơ dừa một trái dừa nó còn non thì chất chát còn rất là nhiều, thì cái chất chát nó không tốt cho cây lan. Thì mọi người nhớ ngâm, nếu có nước vôi thì mình ngâm với nước vôi thì càng tốt, còn không nếu mình không có vôi thì mình ngâm nước lớn, nước lã nó cũng được, nhưng mình ngâm 2-3 ngày nó nhả hết chất ra. Mình ngâm mình cảm thấy nước nó vàng rồi mình đổ nước đi, rồi mình đổ nước khác vào, mình ngâm cho nó nhả hết chất ra, mình vớt lên, mình phơi khô, mình để ráo khô đi rồi mình bắt đầu ghép nha cả nhà. Rồi một cái cây lan giống như thế này mọi người mua, ví dụ như cây này mọi người mua về là có hai thân nè, một thân hai thân như vậy. Mà bây giờ mình trồng mình phải làm sao, mình xử lý làm sao để khi mình trồng vào thì nó sẽ nhảy nhiều mầm cho mọi người, để mọi người có một cái bụi lan lùm như là có nhiều thân nhiều mầm. Thì cái cách đơn giản nhất mình hiểu sinh lý của một cây lan là đây là thân mẹ, đây là thân con đó. Như vậy thì cái thân mẹ nó sẽ nhảy một mắt ngủ, nó thành thân con, nó nhảy một mầm thành thân con. Rồi cái thân con nó sẽ tiếp tục nhảy một cái thân cháu nè. Đó, nó tiếp tục nhảy một mắt ngủ đây, nó thành một thân cháu. Như vậy nó sẽ tiếp tục đi một hướng, một qua đây, rồi nó qua, nó có một hướng thôi, một hướng phát triển thôi. Mỗi cây như này nó có đều có 2-3 mắt ngủ. Nó có ít nhất là 2 mắt ngủ ở dưới này. Nhưng mà khi mà nó phát triển thì theo cái sinh lý của cây, khi nó phát triển thì nó chỉ nhảy một mắt thôi và để một mắt dự trữ. Giả sử như bây giờ cái mắt bên này, cái mầm bên này mình bẻ cái mầm bên này, thì cái mắt ngủ bên này nó mới nhảy lên, nên là cái cơ chế sinh tồn của cây trong tự nhiên nó rất là hay ở chỗ đó. Nhưng bây giờ mình cưỡng ép nó một xíu, bây giờ mình muốn cho cái mắt ngủ bên này nó nhảy luôn, nó để nó có hai hướng phát triển. Khi mà cái chậu lan mình có hai hướng phát triển thì nó sẽ lên được nhiều thân nhiều lần, nó lên được nhiều thân lần và mình sẽ có một chậu lan rất là sai hơn ha. Thì nhìn vô nó đã mắt hơn. Thì tại vì bây giờ nó đang dính chung nhau như thế này thì nó nghĩa là nó là một cây. Bây giờ mình muốn cho nó nhảy theo hai hướng, một là mình kích bằng các kích mầm, còn hai là mình sử dụng một các phương pháp rất là vật lý, đó là mình tách hai này ra trở thành hai cá thể khác nhau. Hiện nay đang là một cá thể thì bây giờ mình tách nó thành hai cá thể khác nhau. Thì cái dụng cụ mọi người có thể sử dụng mấy cái dao mà cắt cái kéo các chỉ của trong nhà đó mọi người. Ở đây là có sẵn kéo các chỉ nè, hoặc là mình có người có thể sử dụng dao gọt giấy mà loại bén bén á, mình cắt cho nó đỡ tổn thương. Mà trước khi cắt thì mình có ăn có cồn á, mình bôi, mình lau cái mũi dao này cho nó sạch sẽ, còn không thì mình hơ trên lửa cho nó sạch ha, để cho nó sát khuẩn trước mọi người. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành cắt ha, mình tiến hành cắt đôi cái cây này ra cho nó thành hai cây khác nhau. Đưa vào, mọi người đưa vào giữa hai cái thân mình nha, cái mối mà nó dính hai cái thân lại với nhau á, mọi người tách cái bọc là xong, đơn giản thôi. Đó, đưa vào nói đơn giản thôi nhưng không hề đơn giản đâu. Rồi đã đứt rồi mọi người đứt chưa, kéo
Rồi được rồi mọi người, mừng quá. Ui, vã cái mồ hôi. Cái này mà vã cái mồ hôi đó mọi người thấy không? Cái này đang nằm chỗ nào vậy? Đó, tách ra thành hai cá thể này. Như vậy là bây giờ cái chậu của mình nó thành, cái chậu của mình hiện nay là nó đang là có hai cây lan trong một cái chậu. Như vậy là cái cây này đó, cây này bây giờ nó không liên quan rồi. Bây giờ mẹ không có nuôi con nữa, con tự lực cánh sinh nha, con đẻ con là con nuôi cháu đó, của bà nha. Đó, bây giờ bà tự đẻ đứa khác, bà sẽ nuôi nó nha. Đó, bây giờ cái bên này nó còn mắc cũ nè, nó sẽ nhảy ra một cái hướng phát triển bên này nữa. Và bây giờ nó còn cái hướng này thì nó tự nhảy ra, nó nhảy sẵn luôn nè. Đó, nó sẽ lên được hai hướng phát triển thì mọi người ít nhất là mọi người có tới hai thân ba thân trong một chậu. Rồi bây giờ mình để mình trồng vô trong cái này. Thì mình canh cắt sơ dừa, dù mọi người không có sẵn thì mọi người lấy dừa ở nhà mọi người tự chế. Mọi người nhìn nè, cái chậu với cái sơ dừa nè, mọi người thấy cái kích thước cái chậu với cái sơ dừa không? Nghĩa là sơ dừa mình không làm nó sát xuống tới với cái chậu này đâu, mình làm mình được bằng một nửa cái chậu thôi. Để làm gì? Để khi mà mình để đặt vào trong cái chậu này đó, mọi người đặt vào thì thấy nó trống dưới này nè, trống dưới này để cho nó thoát nước tốt. Tại vì cái sơ dừa là cái mà nó giữ nước rất là tốt, nên là mà nó giữ nước nhiều quá thì nó không tốt cho cây lan. Nên là mình cắt một nửa rít thôi để cho nó ở dưới nó trống, để nó thoáng cái rễ và nó thoát nước tốt. Đó, như vậy bây giờ mọi người cắt một miếng sơ dừa bằng nửa cái chiều sâu của chậu thôi. Đó, mọi người bẻ bóp lại. Đó, bây giờ mọi người đặt. Bây giờ hồi nãy là một cây nha, bây giờ mọi người đặt vô đây là thành là trong cái chậu này đang trồng hai cây dendro. Đó, bóp lại như này, tròn như này mọi người. Đó, tròn như này. Rồi bây giờ kiếm một miếng sơ dừa khác bóp bên này nữa là mình có thể đặt vào trong chậu được rồi. Đây nè mọi người, đó, đặt vào, bóp vào. Đó, thấy chưa, tròn quay luôn, quá đẹp. Đó, ở dưới thì như thế này, rễ đó thì mình cứ đặt thôi, nó rễ tại rễ là nó còn tốt, nó chưa có hư nha, cứ để thôi. Đó, rồi khi mình bó tròn lại như thế này, mình canh mà vừa cái chậu này, nó vừa chích luôn, vừa cái chậu. Rồi mình cứ đặt vô cái chậu, mình đẩy xuống. Rất là đẹp. Và sau khi mọi người đẩy xuống xong thì nó còn trống một khúc ở dưới này. Đó, nó trống một khúc như này luôn để cho nó thoát nước này, lại để rễ sau này để nó tự thòng xuống dưới đây thì nó hô hấp và nó thở dễ hơn. Đó. Rồi như vậy là mọi người ghép xong một cái chậu dendro rất là đơn giản, rất đơn giản luôn. Nhưng mà ở đây có một cái mèo nữa là mình nhớ tách đôi cái dendro ra để cho nó thành hai cây trong một chậu, xong nó sẽ nhảy nhiều hướng cho mọi người. Rồi như vậy là mình đã ghép xong cái chậu dendro này ha, dendro giống này. Bây giờ mình ghép xong rồi mình sẽ để đây, ví dụ tại cái vết cắt của mình mới cắt nè, mình đừng có tưới nước liền. Nếu mà mình kỹ thì mình bôi thêm keo liền xẹo vào, nhưng mà cái đây vết nó hơi nhỏ mà mình nói chung là mình làm clip thì tranh thủ cho mọi người. Còn mọi người có keo liền xẹo mọi người tranh thủ bôi vào để nó khô rồi ghép. Rồi nhưng mà ở đây mình mới ghép này, mới cắt luôn, nên là mình phải để là cái rễ của mình nó bị hơi bị mình tháo ra tháo vô rồi mình ép nó cũng có bị gọc bị gãy, thì mình để cho cái vết nó lành hẳn rồi mình hãy tưới nước. Rồi mình để ít nhất 2 ngày như thế này, cây này mình để 2 ngày không tưới nước không có vấn đề gì hết mọi người. Rồi để 2 ngày như thế này là không tưới nước nha. Sau khi mình vào chậu xong thì mình bón phân nó như thế nào? Đó là cũng là bón phân như này để nó thành một cái bụi to như bụi to có thể là mấy trăm ngàn rồi ra hoa cho mọi người ngắm. Thì để cái quy trình mà bón phân cho cây con, cây mới trồng, cây mới ghép như thế này thì sẽ có ở những clip lần sau của Melan TV. Thì mọi người nhớ bấm đăng ký kênh và nhấn cái chuông thông báo kế bên để khi mà Melan TV ra một cái video mới thì nó sẽ nhắc cho mọi người nha mọi người. Mọi người bấm đăng ký ủng hộ Melan TV để Melan TV có thêm động lực để làm những clip có ích hơn cho cả nhà. Rồi em chào tạm biệt cả nhà.